Bếp cô Tư xin chào các bạn nha. Hôm nay mình cùng nhau vào bếp làm món thịt nạc nha các bạn. Đây là có hai ổ bánh mì mình đã chẻ ra rồi nha. Đây hai ổ bánh mì. Và đây là hai khúc hem, khoảng một lạng rưỡi hem nha, với 12 miếng sườn non mình đã ngâm bóp rửa sạch sẽ rồi, mình vắt cho thật khô rồi. Bây giờ mình sẽ xé cái này ra. Đây mình làm một bọc rưỡi. Là đây là 12 miếng. 12 miếng bây giờ mình sẽ xé ra. Các bạn xé nhỏ ra nha. Các bạn xé vậy. Xé nhỏ ra vậy nè. Rồi một lát nữa mình sẽ xay hem, mình trộn vô mình sẽ làm thịt nạc. Để khi nào các bạn bỏ vào làm xong các bạn hấp chín bỏ vào tủ đông. Khi nào ăn các bạn lấy xuống để tủ mát. Rồi nó không còn đông nữa, các bạn sắc ra các bạn chiên. Chiên ra các bạn chế biến món ăn nha. Cái này là mình làm thịt nạc chay. Để mình sẽ hướng dẫn các bạn từ từ nha. Bây giờ mình xé lần lượt, mình xé cho hết luôn nha. Bây giờ sườn mình đã xé ra hết rồi nha các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị cái thau mình sẽ bỏ vào. Bây giờ mình sẽ sắc ham chay ra mình xay. Giờ mình sắc ham chay ra mình bỏ mình xay nha. Giờ mình sẽ đem đi xay. Bây giờ mình sẽ xay. Bây giờ mình đã xay xong rồi. Sẽ cho vào thau sườn non luôn nha. Rất là thơm nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây một muỗng, hai muỗng nha, hai muỗng hành băm, một muỗng dung tỏi băm. Ở đây là có nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng đường, một muỗng bột niêm. Ba muỗng nước mắm chay, ba muỗng cà phê luôn nha. Dằn vào đây thêm chút xíu muối. Bây giờ mình sẽ trộn lên. Trộn lên cho nó đều gia vị. Cho vào một chút dầu mè ha. Bạn bóp đều lên nha. Đều cho nó thấm, nó thơm. Ở đây là món thịt nạc chay nha các bạn. Mình trộn hai tay cho nó đều.
Mình cho thêm miếng tiêu nha các bạn, cho nó ngon, cay cay đúng không? Các bạn ăn tiêu nhiều, tiêu ít gì tùy các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào ổ bánh mì. Rồi mình bó là mình đi hấp. Hấp khoảng 20 phút là chín nha. Trộn cho nó đều luôn. Bây giờ mình sẽ dặn vào ổ bánh mì nha các bạn. Mình cho thiệt là chặt. Cái này các bạn để xong bỏ vào tủ đông, khi ăn mình bỏ xuống tủ mát hoặc là mình lấy ra ngoài cũng được. Khi nó hết đông lại rồi nó rã đông ra, các bạn sắt sắt ra bạn chiên, chiên cái mình kho tiêu hay là mình chiên là mình ăn cơm, chiên vậy chiên giòn cũng được, phải chiên rồi cái mình kho tiêu lại rất là ngon nha. Để từ từ mình sẽ làm xong mình sẽ kho cho các bạn thấy nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái bọc ráp ráp mình sẽ che bó lại. Giờ mình sẽ bó lại nha. Còn bó cho thật là kín nha, các bạn thấy. Mình bỏ cái bao tay ra cho dễ làm nha các bạn. Các bạn bó càng bó chặt càng chắc nha các bạn. Nó càng siết cái miếng thịt của mình lại nha. Nó rất là ngon. Bây giờ mình lấy cái giấy bạc mình bó lại nữa nha, rồi mình đem hấp. Bây giờ mình bỏ giấy bạc cho mình cuốn đó nha. Cuốn lại.
Rồi mình bó nha. Rồi bây giờ mình lấy cái nồi mình bắt lên mình đi hấp nha. Lấy cái nồi mình bắt lên mình đi hấp. Bây giờ mình đã bắt cái nồi lên rồi, mình bỏ hai bó thịt nạc của mình vào mình hấp nha các bạn. Hấp khoảng chừng 20 phút nha các bạn. 20 phút là nó đã chín rồi nha. Bây giờ mình hấp nha. Chả hấp thịt nạc mình hấp bây giờ đã được 20 phút rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra và để nguội bỏ vào tủ đông nha. Đây, bây giờ mình đã lấy ra rồi nha. Bây giờ nó còn nóng là mình để nó nguội, mình bỏ ra tủ đông. Khi mình lấy ra rồi mình sẽ cho các bạn tham khảo nha. Giờ nó còn nóng lắm, để nguội mình sẽ bỏ nha. Khi mình đã bỏ vào tủ đông rồi mình sẽ lấy ra rồi mình sẽ chế biến thức ăn cho các bạn tham khảo. Cả nhà ơi, thịt nạc bây giờ mình đã nguội, nó nguội mình bỏ đã bỏ vào tủ đông. Nó đâm xong rồi, bây giờ mình lấy ra nha. Mình lấy ra ngoài mình để cho nó nguội lại. Cho nó rã đông xong rồi, bây giờ mình mới sắc ra nha. Đây là hai cây. Bây giờ mình sắc ra một cây là mình kho tiêu. Đây các bạn, đây là có chút xíu hành. Một muỗng bột niêm, một muỗng bột đường với 1/3 muỗng bột ngọt, chút xíu tiêu. 3 muỗng cà phê nước mắm nhỏ nha, hành tỏi. Bây giờ mình sẽ sắc cái chả thịt này ra. Mình cứ lộn gọi là chả không, cái này là cây thịt nạc nha. Đây, bây giờ mình sẽ sắc ra nha. Đây thì các bạn thấy bây giờ mình sắc ra nè. Cái phanh thịt nạc của mình nè. Nó vừa có tiêu mà các bạn thấy ở trong là thịt nạc không nha. Đó, mình sắc ra 4 phanh. Mình sắc lại như vậy. Rồi mình sẽ chiên lại các bạn thấy không? Chiên lại rồi mình sẽ kho. Mình sẽ kho tiêu nha. Kho tiêu sệt sệt chứ. Các bạn làm cái này thì có thể các bạn lấy ra các bạn chế biến, các bạn kho gừng. Hay là xào sớ, kho sớ cũng ngon. Hoặc là chiên ăn với bún cũng ngon nha. Cái này gọi là thịt nạc nha. Bây giờ còn lại mình làm nửa cây thôi. Còn lại một chút. Mình sẽ lấy giấy mình gói lại. Cái giấy bạc mình sẽ gói lại. Bây giờ mình sẽ bỏ vào tủ đông. Mình đã bỏ thịt vào tủ đông rồi. Còn thịt này bây giờ mình sẽ chiên. Chiên xong rồi mình sẽ kho lại. Giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu vào, giờ dầu đã nóng rồi. Bây giờ mình sẽ chiên nha. Đây. Chiên xong rồi mình sẽ kho trở lại. Các bạn biết không, làm như vậy là khi mình ăn nó có cái sớ thịt y như là thịt nạc của mình vậy nha. Y như thịt heo mình vậy. Nó có sớ thịt hết. Bây giờ mình chiên cho nó vàng xong rồi mình mới lấy ra mình làm nước sốt mình kho nha. Bây giờ mình đã chiên vàng này các bạn, này các bạn thấy không? Rất ngon nè. Cái này là thịt nạc nha các bạn. Thịt nạc chay. Sườn non mình chế biến làm món là thịt nạc chay. Bây giờ mình sẽ là bắt cái chảo lên, cái chảo hồi nãy mình chiên mình đổ bớt dầu ra, mình phi hành tỏi, mình làm nước sốt mình bỏ này vô mình kho nha các bạn. Thơm lắm nha các bạn.
Mà mình cũng chia sẻ cái này là mình làm không có pha một tí xíu bột nào, chỉ là ham thôi, ham chay và sườn non thôi. Còn nếu các bạn thích mà nó cứng hơn cái này nữa, thì các bạn có thể là bỏ 50g, tức như là nửa lạng 50g bột gạo, các bạn trộn vào, các bạn nhồi vào trong cái sườn non này, các bạn bó lại, các bạn hấp cũng được nha. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên làm cái sốt. Bây giờ mình đã đổ bớt dầu ra rồi, mình chừa lại một chút xíu. Bây giờ mình cho chút xíu tỏi vào, chút hành vào, phi vàng lên. Kế tiếp mình sẽ cho nước mắm vào. Mình sẽ tắt lửa. Cho vào chút xíu nước vào. Kế tiếp mình cho vào miếng nước. Rồi. Mình mở lửa lên nha. Mình để cho nó sôi, nó sệt lại rồi mình sẽ bỏ thịt vào. Bây giờ được rồi nhé các bạn. Bây giờ tôi bỏ thịt vào. Thịt nạc kho tiêu nha các bạn. Đây là thịt nạc kho tiêu, thịt chay. Thịt nạc chay kho tiêu. Các bạn biết ăn cái miếng thịt này là y như là thịt nạc mà thịt heo vậy đó, nó có sớ thịt đó. Mình cũng chia sẻ các bạn rồi nha, nếu các bạn thích cho nó cứng hơn á, các bạn có thể bỏ vào đây 50g bột nha, bột gạo nha. Bột gạo hay bột năng gì cũng được. Rồi bây giờ thịt mình đã kho sệt đã chín rồi nha. Bây giờ mình sẽ cho hành lá vào. Bỏ hành nhiều cho nó ngon. Rồi bây giờ mình múc ra mình mời các bạn nha. Các bạn tham khảo nha. Rất là ngon nha các bạn. Bây giờ mình sẽ múc ra. Bây giờ mình múc ra nha. Đây. Múc ra để các bạn tham khảo thấy ngon không? Đây, ai ăn ớt thì ăn nha. Đây là món thịt nạc chay kho tiêu. Bây giờ mình đã làm hoàn thành món này rồi. Mình chúc các bạn làm món này ăn thành công và ngon miệng nha các bạn. Đây, các bạn thấy không? Rất ngon nha. Đây là thịt nạc chay nha. Đây. Đó. Bây giờ món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn làm món này thành công nha. Thôi bây giờ mình xin chào các bạn nha. Chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng nha các bạn. Các bạn cứ làm sẵn để vào tủ lạnh khi mình ăn, mình chế biến ra món ăn. Hoặc là khi nào ba các bạn nấu phở, hủ tiếu hay gì mình có thể mình lấy ra mình chiên.
là khi chiên xong rồi mình ăn xong bắt mình múc bún đồ cho ra tô xong rồi mình chiên cái này mình để lên mặt nha. Đó, rất là ngon nha. Đây, món ăn này rất là đơn giản, mình làm vậy tiện lợi luôn nha. Thôi bây giờ mình xin chào các bạn, chúc các bạn luôn được dồi dào sức khỏe và làm món này ăn ngon miệng nha. Mình xin chào.